អង្គុយចុះអង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាបន្តទៅនេះផ្ដល់វេទិកាទូទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋវិនីសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Sen Sophon. Je m'appelle Ontagissé. Je suis co-avocat international de Monsieur Khmer Sampan et je vais vous poser quelques courtes questions de précision par rapport à votre déposition. Vous avez indiqué hier et vous l'avez confirmé ce matin, vous avez travaillé sur le barrage de Trapangitma.Pendant une durée de 2 mois à compter de mai 76. Donc mes questions vont exclusivement porter sur cette période-là et sur votre travail sur le barrage. Répondant, je pense, hier à une question de Monsieur le coprocureur international, vous avez indiqué que lorsque vous avez quitté le site du barrageLe barrage était presque terminé, pas encore terminé, mais presque terminé. Est-ce que vous savez quand les travaux ont été réellement terminés sur ce barrage ? Mà đừng có chạp bê là thế, nhưng mà đừng, còn anh đừng thàquan cái ao nhôm tôi thưa hơi lắm có cái đọt nhôm trên vì nằng tôi thưa từ nục viên xanh et est-ce que vous savez quand les travaux ont débuté sur ce barrage tha cái chạm đam lực tụm nục nâng nâu pel na đại rư thế ខ្ញុំអត់ដឹងថាគេចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃណាអីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដល់ពេលគេហៅខ្ញុំគេហៅទៅតែម្ដងឯ dernière question sur ce point est-ce que vous avez entendu sans vous souvenir de quand le barrage est terminé est-ce que vous avez entendu parler d'une quelconque inauguration de ce barrage à un moment ou un autre សម្ពោធការដ្ឋានទំនប់នឹងដែរឬទេនៅពេលណាមួយទោះបីថាលោកមិនចាំថាថ្ងៃណាខែណាដែលបានចាប់ផ្ដើមហើយនឹងបញ្ចប់នោះក៏ដោយចុះគេមិនបានសម្ពោធអីទេគេគ្រាន់តែប្រជុំធ្វើជាមេតិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃចាំខែទេគ្រាន់តែគេហៅធ្វើមេតិញទៅគឺធំគេនិយាយទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងet ça c'était à la fin des travaux sur le barrage ou au commencement ne chong banchap nei ka leuk tumnop nang hai rư ko neu pel chap padam te luk ngei piak tha ke tveu meeting banh banh ni na nyom tau yu dae ban phaek chong ma khae dang ban ke chap padam tveu meeting ke mpeak 1000 kul chomho jeung banoh aing oy jeung khom prang tveu ka ngia tau panang.Donc ce que vous évoquez avec nous, ce n'est pas une quelconque inauguration, vous voulez dire que c'était une visite de compte sur le barrage, c'est bien ça. Je vous remercie de ces précisions. Autre précision que je voudrais obtenir de vous, vous avez évoqué le type de travail que vous avez effectué sur le chantier, à savoir transporter de la terre dans des paniers. Est-ce que pendant les 2 mois
pour desquels vous avez travaillé sur ce barrage, vous avez toujours travaillé sur un même lieu géographique. Et est-ce que vous pouvez expliquer à quel endroit, enfin dans quelle commune se situait exactement l'endroit où vous travaillez, et est-ce que de l'endroit où vous travaillez, vous pouviez voir un pont qui constituait le bâtiment en dur du barrage? Ma question était de savoir si vous pouviez voir un pont de l'endroit où vous étiez. Soit oui, soit non, simplement cette précision que je souhaite obtenir. Je suis en train de me faire un peu. Je réinsiste, est-ce que de cet endroit vous pouviez voir un pont? Je suis en train de voir un pont. Et est-ce que vous savez de quel pont il s'agissait? Je précise à l'attention de monsieur de la partie civile et des parties que dans un document E3-8050, qui est un site d'identification, un rapport de situation géographique, il est indiqué à la page en français 00450434, ERN en anglais 00428005 et en Khmer 00464719. Il est précisé que le barrage aurait eu une longueur de 10 km et une largeur de 7 km. Dans ces conditions, en fait, mes questions avaient pour but d'essayer de situer à quel endroit de ce barrage vous avez travaillé. Donc, j'ai bien entendu vos explications, mais je tenais à donner ces précisions sur la raison de mes questions. Vous nous avez indiqué que vous avez travaillé dans une unité dans laquelle il y avait environ 70 personnes et que autour de vous il y avait des unités où il y avait une centaine de personnes. Est-ce que vous pouvez m'indiquer combien d'unités, si vous vous en souvenez, travaillaient dans le secteur dans lequel vous travaillez?
nhom ot yol pon tae kalai khnyom mien khnie panang pon tae ma padoy tonop nung peing riey khnie lohot riey khnie tang oh peing tang oh ma dung tha pon na pon na manu rop pon nea men da mroy pi roy nea ina En termes de fonctionnement des unités, est-il exact de dire que vous ne savez pas comment fonctionnaient les autres unités, que ce que vous nous avez indiqué concerne l'unité de 70 personnes dans laquelle vous travaillez? Tout à l'heure, répondant à une question de mon confrère Victor Copé, vous avez indiqué que c'était le chef de l'unité, dont vous ne vous souvenez plus du nom, qui vous réveillait le matin. Et j'ai cru comprendre également qu'il y avait une cloche. Est-ce que cette cloche que vous avez évoquée ce matin n'avait d'usage que pour votre unité ou elle était utilisée également pour les unités qui étaient proches des vôtres? កងដែលស្ថិតនៅជុំវិញឬក៏នៅក្បែរកងលោកដែរបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលកងខ្ញុំមានជួងមួយកងគេមានជួងម្នាក់មួយទាំងអស់ឲ្យតែអញ្ចឹងមេកងគេចាប់ដើមវៃពឹងហើយ Et vous-même, au quotidien, est-ce que, en dehors du matin, vous revoyez ce chef d'unité dont vous ne vous souvenez plus du nom, ou est-ce que, au quotidien, c'était plutôt votre chef de groupe RA que vous voyez? Est-ce que vous pouvez préciser? មេក្រុមនៅជាប់ក្នុងខ្លួនតែមេកងក៏ដើរទៅដើរមកខ្ញុំមិនសូវឃើញជាប់ទេខ្ញុំក៏ដើរមកមើលហើយទៅបាត់ដើរមើលទៅបាត់ Vous avez également évoqué la question du quota au sein de votre groupe de 3 mètres cubes de terre par jour et par personne. Est-ce que vous pouvez indiquer qui était en charge entre votre chef de groupe RA et le chef d'unité, qui était en charge de faire la vérification de ce quota? អ្នកធ្វើការត្រូវបំពេញឲ្យបាននោះមេកងរបស់លោកឬក៏មេក្រុមរបស់លោកមេក្រុមអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយប្រាប់មេកង Comment matériellement s'effectuait cette vérification? Comment est-ce qu'ils savaient que vous aviez atteint vos 3 mètres cubes ou pas? Vous avez, à l'audience d'hier, indiqué, c'était vers 15h37, que
Au début, vous aviez des repas trois fois par jour et que par la suite, vous n'aviez plus eu que de la bouillie épaisse. Et vous avez précisé, je vous cite, que si vous n'aviez plus eu trois repas par jour, c'était parce que le riz était épuisé. Ma question est de savoir, durant les deux mois au cours desquels vous avez travaillé sur le barrage, pendant combien de temps vous avez eu trois repas par jour? Khnyom ot deng piek ni khnyom mon deng tha mịch 3 thngai mhop muoy dong Je vais la reposer autrement. À l'audience d'hier, voilà la question qui vous a été posée. Pourriez-vous nous dire, lorsque vous étiez au barrage de Trapintma, combien de fois par jour on vous autorisait à manger? Votre réponse a été la suivante. Au début, on nous autorisait à prendre nos repas trois fois par jour. Par la suite, nous n'avions plus que de la bouillie épaisse. La question suivante qui vous est posée est la suivante. Et par la suite, preniez-vous toujours trois repas par jour? Et votre réponse a été de dire non, le riz était épuisé. Plus tard, on nous a autorisé à avoir du riz au déjeuner et nous avions un deuxième repas le soir. Fin de citation. Ma question est donc de savoir, pendant les deux mois que vous avez passés sur le barrage, à quel moment vous avez arrêté d'avoir trois repas par jour? Elle était très longue parce que j'essayais de vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce que vous avez dit hier. Mais c'est pas grave, je vais recommencer autrement. Vous avez indiqué que pendant les deux mois au barrage de Trapintma, vous avez eu d'abord trois repas par jour et ensuite deux repas par jour. Pendant combien de temps avez-vous eu trois repas par jour? Vous avez indiqué que le riz était épuisé. Ma question est donc de savoir qui vous a informé que le riz était épuisé et savez-vous d'où venaient les vivres qui vous servaient à faire les repas pour vous au sein de votre unité? Est-ce que je dois comprendre que aucune explication ne vous a été donnée de pourquoi les repas ont été réduits à ce moment précis? Mais,
Vous avez indiqué avoir assisté à un moment à une réunion. Est-ce que pendant votre séjour à Trinh-Pointe-Khmer, on vous a indiqué à un moment ou un autre quel était le but de la construction de ce barrage? Vous avez indiqué avoir assisté à des réunions, est-ce que, enfin au moins à une réunion, est-ce que lors de cette réunion ou d'une quelconque autre réunion, on vous a expliqué pourquoi on construisait ce barrage à cet endroit? Et est-ce que vous savez si ce barrage a perduré après 1979? Est-ce que après 79, ce barrage a continué à être utilisé dans le cadre de l'agriculture de la région? Il n'y a pas de souci. Je vous demandais si vous saviez si ce barrage, après 79, a continué à être utilisé dans le cadre de l'agriculture de la région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai plus d'autres questions. Et mon frère, Samon, a quelques brèves questions à rajouter. Merci, Monsieur le Président. លោកបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងពីយាយចែមជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់ឪពុករបស់លោកខ្ញុំចង់សួរថាលោកស្គាល់យាយចែមនឹងដែរទេពីមុនមកជាពិសេសក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ? ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ យាយ ចែម ផង ឬ តែ ឈ្មោះ យាយ ចែម យាយ ចែម បាទ សូម អរគុណ តាក់ទង ទៅ នឹង ពេល វេលា ដែល លោក បាន ឆ្លើយ ជាមួយ លោក មេធាវី កុពេ មុន នេះ ថា ឪពុក របស់ លោក ប្រហែល ជា ស្លាប់ នៅ ចុង ឆ្នាំ 77 ឬ ក៏ ដើម ឆ្នាំ 78 ហើយក្រោយមកលោកបានឆ្លើយថាក្នុងកលៈទេសៈមួយគឺមានទឹកចំនួនឆ្នាំ 1978 នៅពេលនោះដែលយាយត្រប់បាននិយាយប្រាប់លោកណាក្រោយពីរត់ទឹកចំនួននោះគេចភៀសខ្លួនពីទឹកចំនួននោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើពេលវេលាណាជាក់លាក់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាឪពុករបស់លោកស្លាប់នៅក្រោយពេល
ដើមឆ្នាំឬចុងឆ្នាំទេដែលគាត់ស្លាប់នឹងប៉ុន្តែអញ្ចេះខ្ញុំដឹងថាចាំតាពេលខែទឹកគឺខែភាសាពេលខែអស់ទឹកទៅគឺខែប្រាំងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាកាលៈទេសៈមួយដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់លោកគឺនៅពេលទឹកចំនួននៅពេលមានទឹកចំនួនអញ្ចឹងមានន័យថាជាខែភាសានៃឆ្នាំ1977តើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ ត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាយាយត្រប់ដែលជម្រាបលោកនឹងជាពេលវេលាមួយនៅពេលទឹកជំនន់នោះកំពុងតែឡើងឬក៏ពេលក្រោយទឹកជំនន់ហើយលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ Tức sợ hơi, vì nó tức sợ tức hơi. Bà, xong ổ cún. Đã chức nhóm xong ổ lộ bình chế, cái thà tam phù mật xa nơi sổ khả mai dưỡng, rồi đâu và xa, chỉ bị xét nơi bê đại biên tức chùm nôn tức tình lê lãng. Cứ nơi nông អំឡុងពេលនៃរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហើយអាចជាក្នុងខែ9ទៅខែ10តើលោកយល់ស្របតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងមែនបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាកាលៈទេសៈដែល ដែលជ្រាបបានជម្រាបលោកថាឪពុករបស់លោកត្រូវគេចាប់យកទៅនឹងអាចនៅក្នុងខែ9ឬខែ10នៃឆ្នាំ1978មិនមែនដើមឆ្នាំ1978ឬក៏ចុងឆ្នាំ78នោះទេតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ បាទប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនឹងឯងពេលទឹកឡើងលិចនឹងបាទសូមអរគុណទាក់ទងនឹងទំនប់លោកបានបញ្ជាក់អំពីការវាស់ដីឲ្យធ្វើការពីមេកងរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេល2ខែដែលលោកបានទៅធ្វើការនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីការបែងចែកការងារជាក់ស្ដែង តើគេបែងចែកការងារតាមក្រុមឬក៏ធ្វើជាកងរួមឬក៏ធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេ ក្លែង ខ្ញុំ ធ្វើ ក្រុម មក ក្រុម ធ្វើ មក ក្រុម លោកអាចបញ្ជាក់ចំនួនសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់លោកមានប្រមាណអ្នកដែលធ្វើការជាក្រុម ក្រុមខ្ញុំ 10 អ្នក មក ក្រុម 10 អ្នក បាទសូមអរគុណ លោកបានបញ្ជាក់រួចហើយអំពីទំហំការងារដែលលោកថាក្នុងក្រុមរបស់លោក ធ្វើសំទុះក្នុងម្នាក់សម្រាប់លោកគឺ 3 មេត្រ គីប ដែលគេឲ្យជីកដីដាក់ទំនប់ចុះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើការងារ
đại thư chỉ crom nông crom lục bệnh chạp bị đam tha lục chỉ tu tới lục ban thư mình hơi tê càng nghe đại kỳ cầm nọt oi thư nu hơi lục trời chậm này thư về dục tiệt chẳng ta càng nghe nắng thư chỉ crom tiếng óc nia rồi mới có miền tây lục nhẹ tê đại thư ca anh về dục crom khiom tong ok khnia ko man ban lang thua tong ok khnia man tha crom khiom rư crom sem sem datei te nu nuam khnia lho to dal mong 10 jop dal ke hau tong cho to ban hai pui at min nea na hai te tong ok mo lhot mo pdoi tonop at min khoeng hai te ba som okun luk aich banchea ampi tom hum nei ka wa dai bà cô lôi con ông cầm bò lô và chạm thằng ấy khi qua bãi mấy hai tuần hôm phần nào đấy lục ảnh mình chạy bán thế đi đừng bị thông mềm bị mệt đập đòn bị sạm sập mưa khơi thông non khi qua nó vào hơi quý ở khả năng lực niên à là cặp cặp tàu na rệt rệt tàu na cài đạn khi có cài tàu tè nẹm nẹm nó không tàu crom tàu ăn cứ thà bạc tự chặt ăn đại thừa mình hỏi thì cho bạc ăn bài là hồ được ngay bà mở cún lúc anh mình chợ ở chợ ba thèm tiền bàn tế mà như lúc thà bày mẹ đập đòn xàm xẩm hay khơi thống lúc anh mình chợ bị ca cầm nát chết đây không ca vua về những thằng viên miên tử tưng dạng mấy bằng đau dạng mấy chùm rơi dạng mấy bàn thế kì ôi vua tâu chân xàm sập mọi chân xàm sập mọi chân xàm sập cho chùm rơi cho cỏm cả lạc mẹ kì ôi cặp tam ca hiệp rộp bỏ lỗ nó miền này tha chung thì muối xàm sấp hai chùm rơi cho crom cần lạc mẹ tan chân trăm trời tế ba trăm trâu nhông chong mình chạy lang vĩnh cái thà trung sam sập nó cứ bên thà trung buồn sam sập miền bờ vai sam sập mệt trung thì mũi mũi hai chấm rưỡi gần là mệt tan chân bên thế bạn mệt bà sư mong cún cho sầm rạp nông thầm hôm nay đại lục thái trung này mùi mùi sam sập chầm rơi gần là mai này lục thưa ca sầm rạp dạ pê bà mán nông crom rồi bỏ lục sầm mình chạy cứ nông crom đập nẹt rồi bỏ lục nhưng bật giờ rồi bà nhâm xu mình chạy lăng bánh nơi không tôm hôm ca nghe đại cái vua ao lô cứ đậm không chuẩn nóng mà chiếc đậm nè nưng cứ miền tây đấy trung thì muối sam sập mét hai chấm rưỡi còn là mét nhâm trang xu tha nơi không tôm hôm nưng ta cái tôm rưỡi ao lô thưa ca chi không rồi dạ bê bọn màn không rồi dạ bê mùi thải ừ
chúng trâm trời lúc mình chạy mấy tháng không được dạy bê mỗi ngày lúc ai kiện là nia vì tầm hôm chỉ mệt cái bàn tế xâm rạp trung anh đi mùi xam sập mệt nó buồn trúng hơi chùm rơi gần lạc mệt nên mình tới đây và mệt mệt kịp đấy nâng đừng hay con tay khoản nào thạm thưa mấy cặp ăn ỏi hơi nâng sân bật cặp ỏi hơi lư nâng ỏi cặp to thì thưa mấy ở cướp tầng tầng ốc nia nó ỏi cướp mệt kíp mà nẹp bay mệt kíp con tay ăn nâng thưa mình hơi phong à đây trung bay trung buôn trung mình nâng thưa mình hơi phong đó nó nia nó đi đập mò đập mò ấy nọ mấy chấm xua pì pì chấm nuôn mệt kíp chấm ọt ban xua pì càng nghe hơi rồi mình hơi tê chúng trong lục kiện là nia bờ sân chỉ lục ai kiện nia bàn tại bờ lục mình ai kiện nia bàn tế anh đang chồng có ớt xua đài và sầm nuôi bọc nhóm thà lục ai kiện nia bàn tế anh đang việc bậc cực tấu vì mình pin mình đẹp bị mệt kịp tê nhưng còn là cực tha mình pin mình đẹp bị mệt kịp tê toàn là chân pi đong cho tôi còn mà mệt bàn pin bị mệt kịp mình đẹp bà xung bà con lục phấn lục bá thiên chim ốc nuôi bà ốc con lúc Sen Sophon chỉ trong cày nỉ lúc ai thay điều rộp đo ông sắm nạc sắp đắp ông pì đường hết tầm nẹt tầm nâu tầm nâng bọt ốc rớt để trở bàn chọt bạc căn lời chun chập chào tầm pì rụp nôn chi nâng khư dùm phón đại thu ơi bạc bọt dịp bột lúc nông lòng rộp bọc cam bởi chìa bạc thập tay đại nông ai lúc xong tăng khuôn dạy đào mà đăng rọt bạc bì ní bạc đăng tiêm tiêm sầm nong dùm người chất nâng chìa sầm mùa phía pì chun chập chào pì giật thàn phía pì chất nạc cam đại miên ចំពោះលោកជាអាចគឺការខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬផ្លូវចិត្តនិងផលវិបាកដែលផ្ទាល់ពីបទអក្រិតជាពិសេសគណៈកម្មផ្ទាល់ខ្លួននិងបានកើតឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះសូមអញ្ជើញបាទតាំងតែឆ្នាំ1975ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជម្រះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនោះមកថាមានការវេទនាលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតទៅដល់ព្រែករាំងរហូតទៅដល់បាត់ដំបងបាយហូបមិនគ្រប់អ្វីៗក៏គ្រប់ខ្វះគ្រប់សពសម្លៀកបំពាក់ក៏គ្មាននេះហើយធ្វើបាបរូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងញាតិសន្តានខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង ហេតុដូច្នេះដល់រហូតដល់មកចិត្តសិបប្រាំពីរទៀតឲ្យហូបបាយអត់គ្រប់គ្រាន់បបរមកវែកមកវែកមកវែករហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបាក់ទឹកចិត្តអត់មានអ្វីជាទីពឹងឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់អស់អូនក៏ស្លាប់អស់ Thưa ở nhà sân bay trong các khi lâu lộ tập hiện rất chui tầm rùa còn bàn tay tới
hay quật cái bảy minh thân tới hay ở bạn trua tới thăm bắt tiếp nè. Thưa ở khi mà nói được con đàn hà tha, khi mà ông bọc ôn, khi mà nhìn dần đàn, xâm lập ốc, khi mà xa lắm. Mình đừng rõ ý tì phương, ngọt miền ý tì phương xa. Ôn bọc đó sắp ngay ní. Mình tất cả vì tình yêu. Thưa bạp. Mình thà rụt khi mà rưu bọc ôn, tăng ốc nông mà bà tí cắp bà chìa thế, tăng ốc ní. Khi mà nào đấy. Rồi phật mi là bọc các bạch chi thập tay đứng thế cứ cả cái nhóm này này cứ chỉ cá bật từng ó nhóm thọp đầu chua bật ra nó không đứng từng ó hai đứa trẻ tụt về từ nia là bọc cái nhóm này cái nhóm xôm oi tôi là ca chuối vì này chạy ở cái nhóm cho ta tụm vừa ni quật thôi ta xăm xăm đang bị chia bờ rót nó không bị cam bị chia đang rụp nhom lại được thế hay được chứ này rụp nhom ni chẳng oi luôn tôi la cả đàn tia tôi quật đã cũng quật ở mười chín bứt cái nhom xôm ở hiệp bóng miền ấy đại lục trong gì tiết đại tế khi nhóm trong sông xua lục nôn chia pi sầm nua sầm nua ti chơi lục xua bàn tay lục tăng sầm nua tam bị dương chia bạch thiên ông nhóm rẻ xâm lược tổ lạc ca chui bạp xâm lược này tụt đoàn trong chọt hò nhóm xô xua tha ôi bà chìa bà rốt chinh bà tì khung phân bình nì hơi tha ôi chôl tù bình không rìa bê thang ngay ôi chôl tù bình tùy tù bình ọt tì bì ôi nhóm chùm liếc chênh bì bà chìa răng nì bạp tha ở chỗ mà tì khăn tì khăn phân bình vinh vấn đề một đoàn tì khăn phân bình quật khuyên chung dội chung chung khăn phân bình phong ở khuyên bọn nó khét bạch đầm bọn bịa tăng bì ní hai cứ tha bịa có họ bọc bà rộp bọc rộp bọc khmai có họp nâng rộp bọc nẹ đẹp đặc nôm nâng anh ta bịa tăng bì ní nẹ na chìa nẹ bệnh chìa mà ôi thôi giang ní អគុណលោកសែនផុននាងខ្ញុំរះសូមជម្រាបលោកថានៅក្នុងសកម្មភាពការពិធីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបន្ទាប់ពីអង្គជំរះបានស្ដាប់នៅចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតតាំងពីអ្នកឆ្លើយបញ្ជាក់ដែលពីការដែលពួកគាត់រក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរអង្គជំរះក៏បានធ្វើការកត់ទំគាល់ថាជនជាប់ចោតតាំងពីរូបនៅតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនបន្តអនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតប ដដែលលើកលែងតែនឹងរហូតដល់ពេលណាដែលអង្គជំរះសាលាដំបងបានទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់ផ្សេងពីជនជាប់ចោតឬពីសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតនៅក្នុងសកម្មភាពថ្ងៃនោះអង្គជំរះបានកំណត់ឲ្យជនជាប់ចោតនិងឬមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតត្រូវមានតកាទទួលខុសត្រូវក្នុងការជូនដំណឹងដល់អង្គជំរះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើជនជាប់ចោតបានសម្រេចលះបង់សិទ្ធិនៅស្គមនឹងឆ្លើយតប ហើយយល់ព្រមមកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដោយអង្គជំរះឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់ការណាមួយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពកង្វត់តែរហូតដល់ពេលនេះអង្គជំរះនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់
ពីការសម្រេចលះបង់សិទ្ធក្នុងការនៅស្គៀមមិនឆ្លើយតបមកជាការយល់ព្រមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំរះឬក៏របស់ភាគីនៅឡើយទីសូមលោកជ្រាប ការស្ដាប់សកម្មកម្មរបស់ដើមរងរបនីសែនសុផុនបានចប់ហើយហើយសំណាកការបន្តនៅរសៀលនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសំណាកការស្ដាប់សកម្មកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថលេខា 2 TC ដែល 3U 806 ហើយ 80 8សូមភាគីជ្រាបអង្គជំរះសូមអគុណលោកសែនសុផុនសំណាកការស្ដាប់សកម្មនឹងថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាតិកម្មដែលលោកអះអាងថាបានទទួលរងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អហើយនឹងវិលដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយអង្គជំរះក៏សូមអគុណលោកជួងសុភិរិទ្ធបុគ្គលិកអង្គការអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដែលបានជួយសម្របសម្រួលរំរបស់ដើមរងរដ្ឋនីយក្នុងឡុងពេលស្ដាប់សកម្មព្រឹកនេះ ให้ลูกอาจสำราบบ้านเฮยมนตรีรัฐบาลตุลาการรวมรวมជាមួយនឹងบุคคลในองค์ภาพกองเปียสะไสในจํานวนนี้ក្នុងการជូនลูกสแตนเดอร์พ้นเพื่อตลอดการลำเนินทานหรือก็โกดาวนาได้ก่อนมีบํานองจ้องเติบบ้านเฮยให้ประกอบឲ្យอนุรักษ์ที่คุ้มแข็งน้องครูนลูกเคียวสัมพันธ์ต่อการประตูสำราบข้างครองสาสามนาการนี้ให้นําประกอบឲ្យน้องครูนก็ตลอดจะรวมสามนาการในครองประตูสามนาการนี้วิ่งในฤดูนี้ให้บ้านมุ่นมองมวยกันล่ะสำราบจ้อง